Đến nay, Đà Nẵng đã siết chặt giãn cách theo quyết định 2788 được 5 ngày. Đây cũng là thời điểm nhu cầu lương thực thực phẩm thiết yếu của người dân tăng cao. Vì vậy, các đơn vị địa phương đã triển khai phương án đảm bảo cung ứng kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân. Tiếp nhận 15 tấn rau củ quả từ nhà tài trợ, thay vì tập trung nhận hàng thì phường Phước Mỹ sử dụng lực lượng 51 tổ hậu cần tại các khu dân cư. Trên cơ sở danh sách thống kê trước đó, các phần rau củ quả được đem đến tận nhà các hộ dân. Đã thành lập 51 cái group Zalo, có nghĩa là gửi trực tiếp hình ảnh và combo đơn hàng cho dân. Dân chọn xong rồi gửi cho cái đơn vị những cái tổ giao nhận hàng á, rồi tổ nhận hàng đưa lên cho tổ cung ứng. Chúng tôi chỉ tiếp xúc một lần với dân là cái khi giao nhận hàng. Cũng có rau đấy thì cũng có nhiều sự lựa chọn chế biến trong gia đình muốn ăn hàng ngày trong những ngày mà ở nhà chống dịch. Tại phường Hải Châu 1, trong thời gian giãn cách này, những chiếc xe công vụ như thế này đã trở thành xe vận chuyển rau củ quả, rồi xe tuần tra của lực lượng công an cũng được trưng dụng thành xe lưu động để vận chuyển nhu yếu phẩm đến tận hộ gia đình. Chợ búa thì không mở cửa, nay được phường hỗ trợ, xin thành thật cảm ơn. Cảng Tổ quốc Việt Nam phường đến cảm ơn các mặt hàng thiết yếu, rau củ quả các loại để phục vụ nhân dân trong những cái ngày giãn cách thực hiện 7 ngày cách ly theo nghị quyết 08 và chỉ thị 05 của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố và phường, đảng ủy, ủy ban nhân dân phường Hải Châu 1 thực hiện rất là tốt. Đến nay, cơ bản các địa phương đã triển khai suôn sẻ các phương án cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân bằng nhiều cách thức khác nhau, đảm bảo kịp thời đến từng hộ gia đình. Khoảng 3.400 tấn rau củ quả doanh nghiệp hỗ trợ cũng đã được chuyển đến các quận huyện để các tổ dân phố chuyển trực tiếp đến tay người dân. Thành phố cũng triển khai hỗ trợ thực phẩm, đồ khô cho khoảng 30.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Vào ngày 17 tháng 8 là chúng tôi nhận được cái lượng rau củ quả là gần 24 tấn. Sau khi mà tập kết thì chúng tôi đã dùng xe vận chuyển, phân công cán bộ đứng điểm tại các khu vực dân cư, cầm theo cái danh sách ký nhận và chúng tôi chở trực tiếp tới từng tổ dân phố và thông qua cán bộ tổ COVID cộng đồng trực tiếp đến phát cho người dân. Không có một người dân nào mà đi ra khỏi nhà. Đà Nẵng đã qua 5 ngày thực hiện siết chặt giãn cách. Bất kể ngày đêm, những chuyến xe chở đầy lương thực thực phẩm thiết yếu vẫn đều đặn tỏa về các xã phường và đến tận tổ dân phố để phục vụ bữa ăn của từng gia đình, giúp người dân yên tâm ai ở đâu thì ở đó, góp phần sớm đẩy lùi đại dịch.